con cứ phải nó dạy không? Dạ. Có ai yêu em chưa? Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam có rồi hả? Nam nào yêu sao kể tôi nghe, vụ đó tôi khóa vụ đó lắm. Yêu nó có nắm tay chưa? Trời ơi, nó lấy đời trai em luôn, lấy đời trai em luôn với nắm tay. Trời ơi. Cái gì? Thôi mời con ngồi. Mời bạn nữ. Rồi. Chúng ta giới thiệu về nhau to lên cho người bên kia nghe luôn nha. Xin chào chị Cát Tường, xin chào em Nguyễn Linh. Em tên là Dương Thị Trúc Linh. Năm nay em 34 tuổi. Em đến từ An Giang, hiện tại và làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm phụ tiệm tóc cho chị ạ. Làm tóc hả em? Dạ. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Linh. Rồi em. Chào chị Tường. Dạ. Chào bạn Linh. Mình tên là Vũ Giang Thanh. Năm nay mình 35 tuổi. Mình quê quán ở Tiền Giang, hiện mình đang làm việc và sinh sống tại quận 12. Đang làm công việc gì? Dạ em làm bên nội thất chị. Mình cùng quê miền Tây đó. Dạ. Hai bạn cứ trao đổi với nhau đi. Em hỏi thử bạn gái bên kia là ưu khuyết điểm gì. Em thích người đàn ông như thế nào em? Dạ em thích một người đàn ông là chững chạc, công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình, biết chia sẻ vợ con. Hỏi thử anh có tật xấu gì hay là ưu điểm khuyết điểm anh gì không? Anh có tật xấu gì không anh? Tật xấu thì anh uống rượu, hút thuốc thì cũng có. Không sao, anh uống rượu không sao, uống rượu uống thuốc được. Trời đất ơi, từ đó giờ tôi mới nghe cô gái nói là hút thuốc uống rượu được á. Tại vì đôi khi em cũng có uống nữa anh. Em đừng có nói là em có hút thuốc nữa nha. Không không, thuốc thì em không có hút, nhưng mà em có mồi cúng cho ông địa. Thầy xứng đôi vừa lứa ha. Nhớ nha, nói vậy trên sóng truyền hình rồi mới mốt ổng về ổng nhậu nhẹt hoài bê tha rồi lúc đó là không, nhậu là nhậu xã giao vui vẻ thôi chị, đừng có nhậu bê tha la cà. Em ơi, ưu khuyết điểm của em là gì hả em gái? Dạ khuyết điểm của em là em hay quên lắm anh. Nhưng em hơi khó tính. Còn ưu điểm của em là em biết nấu ăn, cắm hoa hoặc là biết hát. Hát tặng bài được không em? Dạ được, nhưng mà em hát cổ nha anh. Cổ hay, mình miền Tây mình hát cổ là sao đâu. Anh ơi xin lỗi nói em quên tên anh là tên gì rồi. Anh tên Thanh. Anh Thanh. Anh Thanh ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em chọn đời sẵn sống yêu thương. Buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Dạ anh xin hết. Vậy thôi hả? Rồi thôi. Không, ngắn gọn nhưng mà xúc tích đầy ý nghĩa. Từ nay anh Thanh anh không còn buồn nữa phải không? Lúc nào cũng có bên em bên cạnh là được rồi. Làm lại liền Thanh. Em thì lại không biết hát. Kệ nó. Nhưng mà không lẽ anh không thuộc được một đoạn nào của một đúng bài rồi. Hát nào đó sao? Tới đây không hát thì hò không phải con cò ngóng cổ mà nghe. Thì em con cò ngóng cổ em nghe. Trời ơi chị làm cò luôn. Rồi khó quá, bỏ quà để hai bạn trao đổi tiếp nhau đang vui á. Mình trao đổi tới cái chuyện tình trường đi, để mình biết coi kinh nghiệm trong tình yêu của hai bạn như thế nào. Anh hỏi em trước đi anh. Anh Thanh kìa. Dạ từ từ để em suy nghĩ chị. Trời đất ơi. Hỏi em có bồ chưa? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi anh. Một mối tình là em quen nhau hơn 3 năm và chia tay cũng được 6 năm. Và mối tình gần đây nhất đó là em chia tay được khoảng 5 tháng 25 ngày. Rồi sao mà chia tay? Anh đó là ngày lễ là anh đi làm việc, anh được nghỉ 4 ngày. Đến ngày hẹn đó thì anh nói là anh có công việc ở nhà phụ mẹ. Thì em cũng không nói gì, nhưng mà lúc em điện thoại đó thì anh nói là anh đang ở nhà vợ sắp cưới. Hả? Vậy là bắt cá hai tay trước giờ em không hay em nghĩ rồi. Chắc là bắt nhiều một tay bắt nhiều con giờ rồi chắc lúc đó là ngồi gần cô về vợ mới cưới nên phải đành buộc phải nói vậy luôn. Mày hỏi ảnh đi, bây giờ ảnh mấy mối tình rồi anh ơi. Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Có hai mối mà không biết là có phải gọi là mối tình không, tại nó ngắn lắm. Ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là hai người có quen nhau, có yêu nhau hay không thôi. Em không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Trời ơi. Mặt cười thoái chí luôn kìa.
Thì mối tình đầu tiên 6 tháng người gái đó thì cũng bắt cá hai tay đó nên mới dừng lại. Còn người gái sau thì lại bạo quá cho nên bạo là sao? Dạ là người ta tấn công mình á anh. Tấn công chuyện bình thường bây giờ á. Nhưng mà em nói... sợ. Ủa làm gì mà em sợ? Mới quen nhưng mà đi chơi khoảng 2 lần à. Lần thứ 3 ôm em cứ ngắt à. Thì người ta yêu tôi mới ôm. Rồi sao nữa? Nhưng mà cái thời gian đó ngắn quá thì ôm rồi em sợ quá em chạy luôn chứ sao chị? Trời đất ơi. Vậy thôi hả? Để tôi kiểm tra là giới tính ông này coi. Anh ơi, em định một tí nữa khi mà gặp mở màn lên gặp anh là em cũng ôm anh mà anh nói vậy chết rồi. Chết rồi. Không nhưng mà đàn cái... ông gì đàn bà ôm bỏ chạy. Cái lúc đó là cách nay cũng 5-6 năm rồi. Nhưng mà bây giờ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Rồi 5 năm nay có bị cô nào tấn công nữa không? Dạ không chị. Thì lý do sao 5 năm nay ấy? Từ lúc đó thì em xác định là em sẽ không quen và em sẽ tập trung để mà mình làm mình kiếm tiền. 35 này là cái tuổi là đã cán mốc rồi thì giờ này em đi tìm. Dạ. Có ai yêu em chưa? Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam có rồi hả? Nam nào yêu sao kể tôi nghe vụ đó yêu khóa vụ đó lắm. Yêu nó có nắm tay chưa? Trời ơi, nó lấy đời trai em luôn. Với nóc tay. Trời ơi. Cái gì? Tại sao? Dạ. Lúc đó là làm chung anh em thì mình nghĩ là cứ rủ nhau đi nhậu. Nhậu tới lúc đó cũng khoảng 2 giờ sáng. Ở đây cũng bàn nhau nói nay uống cho thằng ủy BD này nó lật ly bay. Ai ngờ đâu rốt cuộc mấy thằng lật hết còn mình nó tỉnh. Rồi sao? Rồi tới sáng mai á thì tự nhiên cái trong cái đầu mình nó mới nói ủa cái quần mình đâu mất tiêu rồi ta. Trời đất ơi. Giật mình trở lại thì nhìn thấy còn có cái áo à cái quần mất tiêu. Lật đật giục chạy. Ủa là sao? Là lúc đó đang nằm ở đâu? Nằm ngủ chung sắp lớp luôn. Anh ấy đã bị hãm hại. Mà nhìn xung quanh mấy người kia là còn đủ quần áo không? Đủ quần. Có một mình anh mất cái quần à? Có mình bị quốc quần. Rồi xong. Anh ơi anh có kiểm tra còn mất cái gì nữa không anh? Mất đời trai luôn em ơi. Thấy chưa em? Em nói em chấp nhận nhậu, thấy nhậu nhẹ, em mất rồi trai. Em chấp nhận là nhậu thôi, chứ em không có chấp nhận là lầy. Mà giờ mình có bị ngã nghiêng ngã ngửa không? Tự nó theo em, chứ em không phải là em dê nó. Nhưng mà em cũng phải là sao không. Đó. Không có. Chắc để... không? Chắc. Thích gái không? Thích. Bây giờ có mần ăn gì được không? Được. Bây giờ muốn lấy vợ sao nè? Cao cũng khoảng 1m6. Rồi có luôn. Rồi em cũng 1m57 rồi. Được rồi, gì nữa? À, đừng tóc ngắn quá. Tóc mà ngắn mà nó dạng như người ta gọi là tomboy á. À. Mà cũng đừng dài quá. Kỳ vậy sao khó chịu vậy? Cỡ này được chưa? Cái này đẹp nè. Rồi, được, tiếp. Hiền. Hiền. À, hiền cũng hơi hiền thôi, đừng hiền quá. Hiếu thảo. Có hiếu thảo luôn. Và trắng siêu. Có trắng luôn, chừng nào đám cưới? Được thì em nghĩ khoảng 3 tháng được rồi. Cái gì 3 tháng lẹ vậy, tìm hiểu cho kỹ chứ. Em thấy nhiều cặp hiểu xong rồi chia tay không à. Cái nghĩ cũng lạ quá ha. Hỏi lạ ba mẹ giờ, chưa? Ở tới giờ này nè. Mình đang ở trọ hay là mình đang ở với ai? Em có mướn một cái xưởng á, thì em ở trong đó luôn. Rồi, vậy là chủ xưởng ở trong xưởng luôn. Rồi, bây giờ anh qua xem đàn gái thế nào chứ đàn trai em thấy cũng ấn tượng lắm rồi đó. Chào em gái, dễ thương ha. Em có thích quen với người đàn ông mà phóng khoáng rồi thoải mái này kia không? Dạ thích chứ. Em không thích người đàn ông kibo bẩn xỉn. À đó dạ. Như anh này nãy giờ là phóng khoáng ha, chuyện gì cũng kể ha. Em thích ảnh sao, cái hình dạng anh sao? Mẫu người, người á, mẫu lý người tưởng. Là khoảng cao trên 65, nặng được. Trên 65kg. Được. Qua luôn hả anh? Ảnh cao bao tới tận mây xanh luôn đó. Cặp này chuẩn á. Còn gì nữa không? Không thích người đàn ông gia trưởng anh. Anh này chắc không gia trưởng nổi đâu. À, anh thấy bên này kia hợp lý á. Dễ thương lắm nha. Đàn gái là bên đàn trai chịu rồi đó. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với chị bạn em ạ. À. Bạn em ha, giờ mình nghe thêm ý kiến của bạn em nha. Chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Trường. Trước khi đi thì Linh có nói với em á, nếu mà đi lên trên đây á được á thì hỏi chứ kết hôn thì chừng nhiều. Nãy em nghe bên đây anh trai nói 3 tháng đúng như dự đoán của bạn Linh đó. Ủa vậy hả? Linh cũng muốn 3 tháng Linh nữa. Dạ, 3 tháng em dự đoán hả? Từ 3 tháng đó chị. À. Chị thấy bạn nam bên đây được. Hay có gì hai bạn tiến tới. Cảm ơn rồi, em. Cảm ơn bạn. Rồi em trai đi với ai Thanh? Dạ em đi với mẹ, với dì, với anh, với em. Của, nói chung là gần gia đình, gia đình đó. Chào cô. Dạ. Chào cô ạ. À. Chào hai em Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cháu gái cũng dễ thương. Thôi dạ, con tìm cô. Hiểu để bước tới hôn nhân luôn đi. 3 tháng cô đồng ý không cô? Bây giờ nó muốn chừng nào cũng được hết á. À, cảm ơn cô. Thôi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào.
Bắt đầu mở. Đó. Dạ, đủ cao ha. Em cũng có món quà tặng anh, cái này hoa chính tay em cắm. Cảm ơn em. Cái này cũng hoa này cũng chính tay nhưng mà người ta làm, anh mua. À, hai bạn cảm nhận về nhau đi lần đầu tiên mấy chục năm mới gặp mặt đó. Nào? Anh thì thường anh thích ngắm hơn là anh phải nói. Em lại thích vậy đó. Em thích người ta là thể hiện thôi chứ em không thích nói. Nói chín là 10 chứ đừng nói 10 làm chín. Cái công việc của anh á, nhiều khi nó rất bận. Có thể là tuần này anh có thể đến 2-3 ngày, nhưng mà có thể rớt vô một cái tháng đó anh hầu như anh không có rảnh được. Nhưng mà bây giờ mình cũng đã xác định mình đi tìm, thì anh cũng cố gắng anh sẽ sắp xếp công việc để mà mình gặp. Ví dụ như một tuần là anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Một lần được không em? Cũng được. Em thích trai hay gái? Dạ con thì trai gái gì em cũng thích, nhưng mà em thích gái đầu lòng. À, trai gái gì cũng được đó anh không, nhưng mà gái thì nó sẽ hay hơn. Tại đời trai anh nó khổ rồi, nó không muốn. Chúng ta quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Anh đó thì anh thích là ví dụ quen xong rồi mình xác định cái người đó thì anh đi tới luôn, chứ không phải là quen 5-3 năm cái bắt đầu thấy ngừng rồi lại bắt đầu lên từ đầu, nó mệt lắm. Đúng rồi, em cũng không thích vậy. Bây giờ đó, hai bạn đứng sát bên nhau nhìn nhau 30 giây, sau đó chúng ta cảm nhận và nói những cái gì mà người ta đang suy nghĩ. Hai người nhìn thẳng mắt nhau nha, nhìn xem trong tận đáy mắt có thấy gì không. Có thể cầm tay nhau đây hai bạn, để mình truyền một chút xíu cảm xúc. Thành xem mình có điện vậy không. Đó. Không biết nói gì luôn. Rung quá à anh ơi. Đèn rung quá. Nói chung là khi mà tới chương trình thì cũng nó là cái duyên. Anh cũng đi tìm một cái cơ hội để cho cái bản thân của mình. Thì anh cũng như em cứ cho nhau một cái cơ hội đi. Nói chung 3 tháng thì nó không phải ngắn, nhưng mà nó cũng là một thời gian dài. Anh cũng xác định cái mốc đó thôi. Còn mà lâu hơn nữa thì cũng chờ được. Tại cũng chờ 35 năm rồi. Ok vậy đi. Chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. À, tay vào nút bấm đi hai bạn. Các bạn cũng đã nói chuyện, đã cảm nhận về nhau, đã nắm tay nhau, đã nhìn nhau, đã có chuyện vui với nhau. Để động lại cái gì, chúng ta hãy kiểm tra lại con tim của mình lần cuối các bạn nha. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Quyết định bấm nút là tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, để không làm mất thời gian của đối phương, không làm mất cái duyên của đối phương. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, bây giờ chính thức chúng ta nắm tay nhau nè. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Nãy em nói em ôm ảnh mà. Mơ cứ ba nó chạy không? Chính thức hôm nay vào giờ này các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, và hy vọng rằng trọn đời trọn kiếp bên nhau. Cho thấy hai bạn rất là xứng đôi luôn á, từ vóc dáng ngoại hình gương mặt thấy là rất là có tướng phù thê. Đẹp lắm á. Đẹp, cố gắng nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Anh có thích nuôi chó không? Bán chó mà. Bán chó hả? Có nghĩa là phải yêu chó, thích nuôi chó mới bán chó. Bán chó để nuôi là chó kiểng, để chăm sóc chó. Phải bán chó để ăn đâu, đừng có lo. Anh có thích đi bộ không? Không. Không có anh vậy có, anh có sẵn lòng đi chọn mua quần áo với vợ không? Đi hoài à, đi hoài à. Vợ đâu đi hoài. Em xin chào chị Tường xinh đẹp. Chào anh Đanh Vui Tính. Chào anh Nam bên Giọng Mồng Tơi. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Phượng. Ở nhà thì má em hay gọi em là Mít Ướt, bởi vì em rất là nhõng nhẽo và dễ khóc ạ. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Dạ, em chào anh MC Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường mà. Chào em. Chào khán giả. Chào bạn gái ngồi bên hàng rào bên kia. Em tên Trần Mạnh Quốc, năm nay em 31 tuổi. Em sinh sống ở Long Thành Đồng Nai. Đồng Nai luôn. Dạ, em làm nhân viên chất lượng ạ. Anh ở Long Thành ạ? Đúng rồi.
Anh làm gì là công ty đó là ở khu công nghiệp Long Thành luôn đúng không anh? Đúng rồi, em cũng gần nhau mà đúng không? Dạ cũng gần. Hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình cho đối phương nghe đi. Em nấu ăn không có được ngon. Mặc dù em rất là thích nấu nhưng đôi lúc em bày vẽ ra em nấu nhưng thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Không sao. Em cũng hậu đậu nữa. Ở nhà hay là ở nơi làm việc mà có cái gì đó nó hư hỏng hay đổ vỡ thì thủ phạm đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là em. Sự hậu đậu nó có thương hiệu mà chị. Nhưng mà em lại có điểm mạnh là em sống rất là có nguyên tắc và có trách nhiệm. Em có trách nhiệm trong cuộc sống, trong công việc và đặc biệt nhất là trong gia đình. Em thích chơi thể thao, thích đọc sách. Ưu điểm của em thì em thích nấu ăn. Thì rất là cưng bạn gái, cưng chiều bạn gái, thích nấu những món ăn mà bạn gái thích. Thí dụ bây giờ thì mình ăn chừng cái món đó 2-3 lần là có thể mình về mình bắt chước mình nấu theo được. Tuy nó không ngon nhưng mà cái đó mình có thể nấu giống vậy. Còn cái nhược điểm của em là không thích đợi chờ, giống như hẹn hò đi chơi là phải đúng giờ. Còn nhiều khi có thể xuất nó xê dịch khoảng 5-10 phút là được, mà để đợi lâu quá hơi khó chịu. Bực mình á thì mình sẽ ít nói, không nói, mình giận mình không nói. Mà khi nào mà đối phương nó nói chuyện trước thì mình sẽ bắt chuyện lại. Bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Nhưng mà mối tình mà sâu sắc nhất đối với em là mối tình đầu thời sinh viên, kéo dài 4 năm. Còn cái mối tình sau này? Mối tình sau này thì sau khi em ra trường em đi làm thì em gặp bạn đó. Nhưng mà bạn đó thì cũng vào đây công tác một thời gian thôi thì cũng trở ra Hà Nội. Rồi từ đó tới nay là bao lâu rồi chưa có bạn trai? Từ năm 2015 đến giờ. Lý do tại sao mấy năm nay không có ai, mình không để ý ai, không ai đeo đuổi như thế nào? Tôi cũng có các bạn nam để ý nhưng mà em không biết sao nhưng mà em không có cảm xúc. Bây giờ bắt đầu cũng hơi khó tính rồi ha. Dạ. Còn bạn trai? Em thì em trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên của em là cách đây khoảng 10 năm. Mối tình đầu quen được 4 năm. Mối tình thứ 2 thì cũng khoảng 3 năm. Thôi, 7 năm rồi. Còn mối tình thứ 3? Thứ 3 thì mới đây, năm 2016. Là mấy năm? Được gần 1 năm. Tại sao mình lại phải chia tay những mối tình đó? Lúc đầu em, cái tính của em thì nó hơi ngang. Tính em, ví dụ em nóng lên đó thì đừng có cãi lại. Mình nóng tính, mình cố chấp, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì còn gì nữa không? Nhiều khi mình không có hiểu, mình không chịu hiểu người ta, mình cứ... Bắt ta phải hiểu mình. Đúng rồi. Thì cái đó coi như mình bỏ qua nha. Bớt nóng tính nè ha. Rồi mình phải hiểu người ta mới hiểu mình. Hai cái đó rất là quan trọng cho tình yêu. Mình muốn tìm một bạn gái như thế nào? Bạn gái thì cao khoảng 1m... 56 đến 56 giờ lên. Tại vì tính của em nó mạnh mẽ, em muốn một cái người đó dù em la khóc là tự nhiên em sẽ xìu xuống à. Trước mắt mình là vũ khí đó. Mình bật lên đó là người ta thấy mình thấy người ta khóc là mình tự động mình bình tĩnh là người đàn ông sợ nhất là cứ tóm lại là cứ la là khóc. Khóc là em hết la. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Tức là sợ giọt nước mắt đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thôi được, anh xem cô kia có thích khóc không nha. Chào em gái. Chào anh ạ. Em có hay khóc không? Dạ em thì chúa dễ khóc hơn ạ. Vậy được rồi đó. Em muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em nói cho Linh luôn đi. Về ngoại hình thì em không có quan trọng lắm. Nhưng mà nếu mà cao hơn em thì càng tốt. Em cũng hy vọng bạn nam của em là một người chín chắn, sống có trách nhiệm và biết nghĩ đến gia đình. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Quá gia trưởng và vô tâm. Nhưng anh này đôi khi anh áp đặt á, tức là anh nói phải nghe. Đó là hơi gia trưởng đó. Về cái điểm này thì em cũng có một chút nhưng mà em nghĩ là nếu như mà như vậy thì cả hai người phải cố gắng để mà dung hòa. Đúng trong rồi. Cái trường hợp này chỉ còn một điểm đó thôi, bạn trai cố gắng kìm là được rồi nha. Anh thấy đàn gái cũng rất là xinh xắn dễ thương. Nếu mà được thì khi nào em tính là tiến tới hôn nhân được? Em thì thời gian không quan trọng, quan trọng là mình tìm hiểu đủ thì là được. Rồi bạn trai còn có tật xấu gì nữa không? Trời ơi, chào em. không nhậu rồi, không nhậu. Không nhậu. Dạ không nhậu. Nhậu uống mà 1-2 ly là người nó đỏ, mặt nó đỏ lên là... Đó tốt chứ coi đâu xấu em. Trong cuộc sống em có sợ gì không? Em sợ ma lắm anh. Thấy ma lần nào chưa? Hồi xưa thì ở gần xóm có cái giống như cái sân banh vậy á. Em ra ngoài đó em chơi. Chơi lúc mà về trời mưa nó hơi lâm râm á. Em vừa đi ngang em thấy em thấy một bóng đen em sợ. Em chạy hết đà, em chạy về nhà. Sáng ngày hôm sau ra em thấy là cái cục xi măng. Mà qua ngày hôm sau mới đi ngang, đi qua lại chỗ đó nữa, vậy là cũng chưa sao, còn đi ngang còn kiểm tra lại nữa đúng không? Trời thấy ơi. Cục xi măng chứ thấy con ma, em sợ con ma, mặt cứ ghê lắm, cứ ghê lắm. Dài rồi lắng con đồng hồ rồi, răng cỏ rồi lấp lánh đồ nữa ha. Để đính mấy hộp? Một hộp. Một hộp à hả? Xong làm điều cho hai bên luôn cho nó đẹp. Giờ lấy vợ về mình tính lập nghiệp ở đâu? Nhà em có một mình, còn một mình em à, em sống ba mẹ. Như là làm dâu đúng không? Dạ. Rồi làm dâu được không em? Dạ được ạ. Được ha, không sao cả. Lúc như bạn gái mình buồn, vợ mình buồn thì mình làm gì cho vợ mình hết buồn? Em có tài lẻ gì không? Tính em vui lắm, em thích tạo cái niềm vui cho người ta. Đâu em bây giờ đang buồn nè, em buồn quá trời luôn, em làm gì vui vui? Có thể em có thể hát và có thể nhảy được. Rồi chơi luôn đi. Có sập sân khấu không? Dạ được.
Em làm cái gì vậy? Nhảy hả? Thôi giữ đi, chút nhảy cho bạn kia coi. Được rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, coi là gia đình mình có ủng hộ không. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái em và các bạn của em ạ. Em ruột hả? Dạ em ruột. Rồi cho chị gặp em gái của em nha. Em xin chào chị, hai em xin dễ thương. Em là em của chị Phượng. Chị em là một người rất dễ khóc, nên sau này có quen thì mong anh đừng làm chị khóc. Chị mà khóc là anh dỗ cả tháng không đính luôn á. Anh trai bên này thì em thấy anh cũng được, cũng vui tính và cũng có vẻ hợp với chị em, nên em cũng mong là anh chị bấm nút cho nhau một cơ hội và tiến đến xa hơn nữa. Còn em trai này mình đi với ai? Dạ em đi với anh em, anh bà con. Rồi chào anh. Chào anh. Em cũng xin kính chào hai MC dễ thương. Rồi em cũng xin kính chào toàn thể quý khán giả có mặt trường quay hôm nay. Em là anh họ của em trai bên đây. Em gái bên đây rất là dễ thương, có chất giọng rất là nhẹ nhàng và điềm tĩnh, khéo léo nữa. Thì anh mong hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi cảm ơn anh nha. Khi mở cái hàng rào ra là em nhảy liền nha, để lấy cảm tình bạn gái đúng không? Đây là thế mạnh của mình mà, khoe liền đúng không? Rồi mở rào. Tặng anh thì em hy vọng là trong những lúc anh cảm thấy hoang mang mệt mỏi, khi mà anh đọc những cái dòng cảm xúc này, anh sẽ cảm thấy tìm lại được cái những cái giây phút an yên và ngọt ngào trong lòng mình. À, cảm ơn. Rồi hai bạn tâm sự với nhau đi. Cái quê mình á, cái mình ở ở cái khu vực nào vậy? À, quê của em là ở Bình Định. Bình Định. Dạ. Thì mỗi khi mà anh cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống thì anh sẽ làm gì ạ? À? Chơi game, thích chơi game rồi có thể đi uống cà phê với bạn. Em cũng có một số câu hỏi vui muốn hỏi anh, thì anh chỉ trả lời với em là có hay không thôi. Yes or no thôi nha. Dạ, trả lời nhanh nha. Anh có biết cá độ bóng đá không ạ? Dạ. Anh có dễ nổi nóng không? Có. Anh có giận dai không? Không. Anh có cờ bạc không? Không. Anh có muốn biết bắt buộc các tài khoản cá nhân của em không? Cái này riêng tư không. Ok. Anh có mê chơi game không? Cũng có xíu. Nếu như mà lúc anh đang mê chơi game như vậy mà em có việc gì đó nhờ anh thì anh có nóng giận không? Không. Anh có tắm hàng ngày không? Anh tắm ngày mấy lần luôn. Anh có thích đọc sách không? Không. Anh có thích xem phim không? Thích. Anh có thích nuôi chó không? Bán chó mà. Bán chó hả? Có nghĩa là phải yêu chó, thích nuôi chó mới bán chó. Bán chó để nuôi là chó kiển, để chăm sóc chó, phải bán chó để ăn đâu, đừng có lo. Anh có thích đi bộ không? Không. Không mới anh vậy có, anh có sẵn lòng đi chọn mua quần áo với vợ không? Đi hoài à, đi hoài à. Vợ đâu đi bộ? Phải đi bộ, đi bộ á chứ bây giờ. Câu cuối tèn 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 tèn. Nếu như mà em đánh anh hay đánh lại hay không? Anh đứng yên cho em quýnh khi nào mà anh thấy mình thôi nhỉ. Anh sẽ ôm em. Đạt được bao nhiêu phần trăm thôi, tiêu chuẩn của em? Khoảng 50%. 50%? Có thưởng có phạt gì không? Hỏi người ta quá trời vậy. 50% là không thưởng không phạt gì. Không thưởng không phạt. 60% là thưởng mà 40% thì em phạt. Em thấy sai có hai ba câu thôi chứ mấy. Ở đây không có sai gì hết. Dạ. Chỉ có một câu là đi với vợ hoài thôi. Một rồi. Câu tỏ tình ngọt ngào chút xíu đi rồi quyết định bấm nút nè. Anh cũng mong hai người có một cái gì đó để cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau, để tiến xa hơn. Cuộc sống bên ngoài thì nó cũng có nhiều cái mệt mỏi căng thẳng rồi, thì em hy vọng là sau khi em về nhà ở bên cạnh anh thì là những cái bão tố phong ba ở bên ngoài nó sẽ dừng lại ở bên ngoài, và trong nhà thì anh sẽ là bờ vai vững chãi để cho em có thể yên tâm. Rồi đặt tay vào nút bấm. Để tay cũng bấm đi em trai. Bấm nút để hẹn hò chứ không phải bấm nút đi uống cà phê. Bấm nút để ta tiến xa hơn chứ phải bấm nút để vì một điều gì đó nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau với bạn. Rồi hãy chào các bạn hạnh phúc nha. Hai bạn. Cái này khỏi. Đây. Không được. Cái này khỏi. Đâu có khỏi được. Không má hay không đầu em.
trải qua mấy mối tình trên con đường đời mình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Có yêu đơn phương chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Ủa, má bạn nói bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 82 chị. Có okay cảm giác vậy? Với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Rồi mời bạn giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoài Vũ, sinh năm 1982, quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là kỹ sư điện, nhưng mà hiện tại thì em đang kinh doanh về bất động sản. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, em 28 tuổi, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Mình đang làm công việc gì em? Em làm thư ký cho công ty thuốc bảo vệ thực vật. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em hay quên chị, cũng hay nóng tính, hay giận lắm. Nhưng mà em giận mà em cũng mau quên chị. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Em thì hiền, ít nói. Việc nhà thì em có thể làm được tất cả công việc trong nhà, từ dọn dẹp tới điện nước, xây dựng, rồi sắt thép, em có thể làm được toàn bộ. Vậy giỏi rồi, có khuyết điểm gì không? Em thì không có lãng mạn, với lại em không có ăn uống ở bên ngoài. Lý do là từ nhỏ thì em ăn uống ở trong nhà riết là nó thành một cái thói quen. Cái này không phải là em kỹ tính nhưng mà nó thành cái thói quen. Không gì cũng tốt chứ. Dạ. Ăn uống nhà vệ sinh an toàn thực phẩm nó đảm bảo. Rồi đó. đi làm là đem cơm bới cơm theo ăn luôn hả em hay sao? Dạ khi em làm ở công ty thì em có đem cơm theo chị. Đi đám tiệc rồi đi chơi du lịch cũng sao? Cơm theo luôn. Khách sao thì mình phải vậy chị. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình đi ha. Bạn trải qua mấy mối tình trên con đường đời mình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào á. Có yêu đơn phương chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Ủa, mà bạn nói bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 82 chị. Có cảm vậy? Giác với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Có cảm giác với anh nào không? Dạ không chị ơi. Tại vì nó cũng có nguyên nhân anh. Lúc em còn đi học á thì thầy cô thì cứ kêu là cố gắng học đi con, hủ xạ tự nhiên hương. Rồi tới khi mà em đi làm á thì cái môi trường của em á là em là làm điện công nghiệp, thành ra là ít có con gái. Rồi thứ hai là cái bản tính của em á là em lại làm xong công việc hoặc giải quyết xong công việc là em chạy thẳng về nhà. Rồi. Em không có la cà ở ngoài đường. Rồi tôi hỏi bạn câu này nha. Bạn có coi phim tình cảm không? Dạ có anh. Có khi nào bạn thấy trên phim hung chưa? Dạ có anh. Lúc đó thì bạn cảm giác người nó sao? Dạ mình cũng có cái cảm giác tim mình đập nhanh anh. Mắt mở to ra để mình quan sát. Trời ơi là trời. Đây cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Nghe chia sẻ của bạn trai bên đó thì em có cảm nhận như thế nào? Suy nghĩ gì không? Em thấy cũng lạ lạ, tại vì ba mấy tuổi mà chưa có cuộc tình nào hết. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai lớn tuổi, chững chạc, công việc ổn định, không gia trưởng, biết chăm lo gia đình chị. Nghe nãy giờ thì có vẻ là được những cái tiêu chuẩn của em thì được. Nhưng mà giả tỷ mình lấy nhau về nhưng mà ảnh chưa có một cái gọi là cái kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương hết, thì ảnh không biết làm gì hết, thì em có ngại không? Không, cái đó để em chỉ ảnh. Thôi vậy được. Em có điều gì không thích ở người bạn trai không? Hói đầu, rồi gia trưởng, rồi nhậu nhẹt, bê tha chị. Em có nhậu không? Em có biệt danh là thầy tu á chị ơi. Là do em không có tứ đổ tường. Thấy cũng hơi ngộ rồi đó. Chúc nghe. Chúc cô này kiểm tra coi sao. Ôi trời em gái xinh quá. Anh đến hiền lắm. Nhưng nãy giờ nghe nói có vẻ anh không thích gái luôn á. Hy vọng rằng mở màn lên anh thích em thì thấy là tụi anh vui rồi. Giờ hồi hộp không? Hồi hộp, chờ đợi. Anh không thấy anh hồi hộp gì chứ. Anh bị đâu? Nãy giờ anh ngồi anh im ru à. Dạ. Không mà em dễ thương đó, anh tính rằng anh sẽ nhìn em, anh sẽ có bản lĩnh đàn ông hơn. Không, tôi nghi ngờ ông này quá à. Tôi lo quá. Dạ, chào chị. Ừ, đó. Đó giờ em có thấy người phụ nữ nào xinh đẹp chưa? Dạ có chị. Ai? Dạ trước mặt em. Được. Được. Cũng lanh lẹ mà, đâu có hiền gì đâu. Sức khỏe anh trong người, tim gan phèo phổi tốt hết không? Dạ em đều tốt hết chị. Có thể hít đất được vài cái không? Dạ được chục cái chị. Làm thử đi. Dạ. Không phải làm khó anh đâu, ai biểu anh có cảm xúc. Chất lượng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được. Ngon lành. Ngon lành. Kỳ lạ thế vậy mà không có cô nào cua anh hết trơn người ta. Có cô gái nào cua anh không?
Dạ nhiều lắm anh. Nhiều hả? Không có cảm xúc luôn hả? Ở sớm em thì nhắn tin vô điện thoại em. Ừ. Nhắn sao? Anh có thể làm bạn làm quen với em được không? Rồi trả lời sao? Dạ em vui lắm anh. Nhưng mà kèm theo cái câu cuối cùng của cổ là nếu mà anh mà không có trả lời đó là em tối nay em ném đá vô nhà anh. Hả? Cuối cùng anh có trả lời không? Con này cá tính quá nên em cũng sợ. Mình không biết kiểm tra anh cái gì. Nãy giờ kiểm tra hết rồi, nói chung là an toàn. Anh không có bị cái gì mà tại sao lại vậy? Mẫu người lý tưởng của anh muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn gái là phụ nữ truyền thống chút chị. Cao trên 1m6, dễ thương một chút. Rồi dáng thì gầy một chút này. Có mẫu người lý tưởng có do hình tượng giống ai không? Dạ mẹ em thì là hình tượng của em. À vậy hả? Dạ. Trời ơi, mình cũng không biết chê chỗ nào, tại chỗ nào cũng được hết trơn. Thiệt, á. Mày được quá đi chứ. Bởi vì tôi mới không biết là tim gan phèo phổi có bộ phận nào, lục phủ ngũ tạng mà nó không ổn định, ảnh hưởng đến cái vấn đề, cái xúc giác của cái dây thần kinh gọi là... Trời ơi, làm dữ gì vậy? Thì lo lắng quá. Bảo đảm rồi đó. Nào giờ có nắm tay bạn gái nào chưa? Có bạn gái thì chủ động nắm tay em thì có. Ở lúc bạn gái nắm tay mình trong người mình cảm thấy sao? Cũng hồi hộp lắm chị, cũng vui. Mạnh mẽ lên nha. Không, nhiều khi chắc anh nhát thôi. Nha. Dạ. Rồi thôi chuẩn me rồi đó, yên tâm đi được rồi. Yên tâm sao được, mặt bả nào hoang mang muốn chết luôn mà kêu yên tâm trời. Không có dính vô một cái điểm nào của em chê hết. Đó là bên ngoài, bên trong chị không biết. Thôi bây giờ gặp người thân coi họ góp ý thế nào nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn, nhà anh trai em. Anh ruột hả em? Trai hả? Dạ anh họ. Anh họ. Dạ chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn Nam có thể cho mình hỏi vài câu hả? Dạ. Sở thích của bạn là gì bạn trai? Tại vì cái khoảng thời gian mà mình đi làm rồi mình về nhà rồi những cái khác, ví dụ như những thời gian khác với mình chơi game hay là xem phim, rồi khi về nhà mình làm cái gì? Em thì ở nhà em nuôi chó, mèo, cá, rồi em chăm sóc con hoa lan. Rảnh thì em sẽ tập thể thao. Bạn chơi được nhiều môn thể thao không? Em chơi được cũng nhiều anh. Chơi em có học võ, bơi lội, bóng chuyền. Có chơi banh đũa không? Dạ không anh. 36 tuổi rồi ha, nhưng mà bạn chưa có một cái mối tình nào hết. Không biết là bạn chờ đợi cái mẫu người con gái, không biết bạn có lý tưởng quá cái người con gái mà mình sẽ quen hay không. Tại vì cái này cũng môi trường, em cũng chưa có tiếp xúc được nhiều cô gái. Với lại khi em tiếp xúc thì những cô gái nó tính cách quá mạnh mẽ. Ví dụ như đòi chọi đá vô nhà em thì em sợ rồi. Rồi ha, về nhận xét cái bạn này thì bạn này mà rõ ràng là trẻ hơn so với cái độ tuổi rất là nhiều ha, rất là hiền. Thấy là bạn cũng có nhiều cái ưu điểm hơn ha, xong mà cũng thấy bạn sẽ hơi kỹ tính đó ha, có thể là sẽ hơi khó một chút ha. Sau một hồi anh chất vấn, anh đưa ra một cái kết luận chính xác. Bạn trai, dạ, em có đi ai không? Em đi ba thế hệ luôn chị ơi. Có mẹ với chị với cháu. Dạ, xin chào chú Huyền Linh, xin chào cô Cát Tường. Dạ. Tôi thì mẹ của cháu Hoài Vũ. Cháu ở với tôi từ bé tới giờ, không có ở bên cạnh cha. Tôi thì cũng nghiêm khắc, bạn bè của tôi thì cũng dẫn con tới. Nhưng mà cháu nó chưa có hợp ý. Mà anh khó lắm hả cô? Cháu nó thích cái mẫu người phụ nữ là truyền thống. Còn các cô thì có xăm mình đó. Dạ. Với lại nhuộm tóc đồ nhiều màu đó, hai ba màu đó. Theo cảm nhận cô thì cô bên kia có hợp cô như... nhận xét cô bạn gái bên tôi này. Tôi nhận xét thì cô gái này cũng rất là dễ thương. Dạ. Nhưng chỉ mong là hai đứa có hợp tính hợp ý với nhau không, do hai đứa quyết định. Dạ. Vậy là ăn thua ảnh thôi chứ cô không có đặt cái áp lực cho ảnh hết. Không có áp lực gì hết. Dạ. Con gái tới nhà ở cả ngày theo chọc ghẹo nó cũng nói ăn gì nó hiền lắm. Mà ghẹo nó quá nó sợ, đừng ghẹo nó thì nó ít sợ, ghẹo nó quá nó sợ nó trốn lên lầu luôn. Trời ơi. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ quan trọng là mở màn lên xem hai bên có cảm xúc gì với nhau hay không. Kéo màn. Cố lên, nắm bắt cơ hội của mình nha. Xin mời. Chưa Phan. Thấy anh sao? Tướng cao ráo ha. Hồi hộp không em? Dạ hồi hộp. Hồi hộp được rồi đó. Có hồi hộp được, em tưởng tượng cô gái bên kia như ông thế nào. Ông đã thiếu nam tính rồi mà anh còn làm giống như là dễ thương. Dễ thương hả? Dạ đẹp. Đẹp thiệt mà, dễ thương thiệt mà. Nào. Dạ. Anh có muốn về thử? Nếu em với anh mà có duyên nợ nhau, anh sẽ chính tay anh sẽ chế tác thành mặt dây di chuyền để tặng em. Dạ cảm ơn. Thế cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Dạ đây là một viên đá quý. Bây giờ tặng cái viên đá thôi. Dạ. Còn thành nhé với nhau thì mới làm tặng sợi dây chuyền. Dạ. Em nhận xét về anh như thế nào? Anh có đủ những cái tiêu chí như em đặt ra hay không? Em thấy anh rất là trẻ so với tuổi.
À, thấy anh cũng hiền. Thì tình yêu á, thì phải hai người cùng bước, cùng nắm tay nhau đi qua bão giông, cùng thương nhau những ngày sóng gió, cùng ở cạnh nhau khi bất đồng gõ cửa, và không rời nhau đến cuối con đường. Trời ơi, dữ chứ bộ. Cũng nghiên cứu về tình yêu giống như bộ, đừng giỡn à. Em thì cũng nghĩ vậy, nhưng mà anh có nghĩ là nếu mà gặp những cái khó khăn á thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Chuyện khó khăn thì anh sẽ giải quyết nó từ từ. Tất cả những công việc đều có cái hướng để mà giải quyết hết. Thì mình sẽ, hôm nay mình không làm được thì ngày mai mình sẽ làm. Mà nếu mà mình có một người bạn thì mình có thể mình chia sẻ với họ, sẽ giảm bớt được cái áp lực của công việc. Em nghĩ là anh có một cái quan niệm về tình yêu rất là vững, nhưng mà tại sao mà anh không tìm được một người mình nghĩ? Có lẽ là cái tính cách của anh không giống như người khác. Anh thì anh giải quyết xong công việc là anh chạy thẳng về nhà. Anh không có giao du với lại bạn bè, hoặc là ra quán cà phê, hoặc là ăn nhậu chẳng hạn. Anh không có những chuyện đó. Thành ra là anh ít có tiếp xúc với lại đối tượng. Em thì thích bạn bè cuối tuần đó, là họp mặt lại rồi cà phê vậy đó. Thì anh có sẵn sàng thay đổi không? Anh cũng có thể anh thay đổi. Rồi, ok, cảm ơn. Em thích cái cuộc sống mà nó sôi động không? Hay là em thích cái cuộc sống mà nó êm ả, nó nhẹ nhàng? À, em thích cuộc sống êm ả hơn anh. Em thích. Nếu mà giữa chọn giữa gia đình với lại sự nghiệp và công việc thì em sẽ chọn cái nào? À, em sẽ về gia đình hơn. Ví dụ như em có mâu thuẫn với lại gia đình của nhà trai, bạn trai của em, mà cái lý do đó thì em đúng, vậy thì em sẽ xử lý tình huống như thế nào? Cái đó thì em sẽ nói chuyện với anh để trao đổi với anh, và để cho khi nào mà có cơ hội để anh giải thích với gia đình. Rồi, cảm ơn em. Được chưa? Dạ được. Thỏa mãn chưa em? Dạ thỏa mãn rồi. Em cảm giác người con gái đối diện như thế nào? Cô ấy cười rất dễ thương anh. Nàng trao một nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên. Trời. Mở miệng câu nào ra cũng toàn thơ với văn không à. Hồi nãy giờ hoàn toàn mà nghe lời nói với những hành động từ đó giờ nó đi ngược với những gì em nói ra hết trơn luôn á. Không nhận nữa nha, ước mấy chục năm nữa. Nay á là đọc không à, để sẵn rồi, một bụng rồi à. Đúng đối tượng rồi bắt đầu mới tuôn ra. Có biết làm thơ không, thơ tình không? Dạ không anh. Biết hát không? Dạ không anh. Chứ mấy câu hồi nãy là ở đâu ra? Em đọc trên mạng đi. Có câu nào hay hơn, tình cảm hơn, ước ác hơn, ngôn tình hơn không? Cái câu này của anh. Anh thì không phải là người lãng mạn, anh cũng không có đem tới cho em hoa hồng với kẹo ngọt, mà anh cũng không có những mỹ từ làm cho em say đắm, nhưng anh tin rằng anh là người sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Câu này của em đúng không? Dạ. Em nghĩ là đủ rồi đó anh Linh. Hoài Vũ để tay vào nút bấm đi nào. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Wow. Thế là được rồi. Đây. Cái hộp của bạn. Thôi, chúc hai bạn sẽ sớm có được một nửa yêu thương của mình, và hy vọng rằng cô sẽ báo tin chúng tôi thật sớm. Đàn ông để tóc như thế nào không? Dạ gọn gàng là được không? Tóc gọn ha. Dạ. Này quá gọn rồi. Tóc trắng ngay trán không? Tóc giống tóc chú Quyền Linh đó con. Ra đây, đi ra đây nè. Tóc này giống tóc tôi. Trời chú. Đó. Là con có thích cái tóc mà mái trắng thích vậy không? Thích tóc chú không? Hôm qua là chú lấy cái rổ á, con chú úp lên. Tóc anh hôm nay cũng ngang ngang vậy đó. Thì nó không bằng chú thôi. Cái anh đó trưởng thành, tính ấm áp một chút xíu, rồi biết quan tâm tới người khác. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi trai. Rồi xin mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi em trai. Đầu tiên con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và bạn gái bên kia và quý vị khán giả đang xem chương trình. Con tên là... Quên tên luôn hả? Con tên là Thanh Tùng.
Cái gì Thanh Tùng? Nguyễn Thanh Tùng. À, con đến từ đâu? Con đến từ Đắk Nông. Con làm gì Tùng? Con cái nghề con thì làm vườn thôi. Con năm nay 29 tuổi ạ. Vườn con trồng gì vậy Tùng? Dạ, vườn con trồng cà phê, à, tiêu, điều, điều cao su. Là vườn nhà của con hay gì Tùng? Dạ, vườn của con ạ. Ồ, bao nhiêu mẫu con? Trước kia là nhà con có 10 mẫu. Nhưng mà sau này em gái con lập gia đình. Chia bớt. Là chia cho mỗi đứa em gái 5 sào. Và lấy chồng cho một đứa em gái, mỗi đứa một cây vàng. Bốn đứa em gái thì đã lập gia đình hết rồi. Có lý lịch rất ngang đàn trai vậy đó. Bộ mà nha. Còn vậy đó. Ừ. Rồi giờ mình giới thiệu nè. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Con tên Đinh Thị Trang, năm nay con 28 tuổi. À, làm nhân viên văn phòng, con làm ở bên Thủ Đức. Chị quê con đâu? Dạ con ở Đồng Nai. Đồng Nai là huyện nào? Ờ, huyện Định Quán, có đá ba chồng ạ. Bây giờ mình nói chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Tùng. Ưu điểm của con là từ nhỏ là con có một tính rất tự lập. Thứ hai là con làm việc rất trung thực. Bất cứ việc gì con đã làm là con phải có trách nhiệm với nó. Đúng. Hoàn thành tốt nó. Ngoài tốt. Dù nó có khi mà làm nó xảy ra sự cố hay gì đó, nhưng mà mình cố gắng khắc phục hết mọi thứ để hoàn thiện, để không bị sai sót nhiều quá. Rồi, con có điểm yếu gì không Tùng? Điểm yếu của con là hay lo và có tính bi quan. Bây giờ con lo gì mà thấy con run quá vậy? Dạ, lo lắng liệu mình có thể hiện tốt trước bạn gái cũng như gia đình bên bạn gái hay là... Có chú người ngồi đây không lo gì hết, giờ thoải mái lên ha. Đúng rồi, lên Tùng. Rồi con bi quan cái gì nữa Tùng? Dạ, con làm việc gì con cũng suy nghĩ cái chiều xấu trước. Con sẽ suy nghĩ nó xảy ra đến mức nào. Đúng, giống chú. Sau đó mình... Mình suy nghĩ giống như mình làm việc gì nó... Cái, thí dụ thất bại thì sao ta? Mình dạ, tính trước rồi. Đi. Để khi tới đó mình đừng có sốc. Nhưng mà khát vọng mình vẫn phải muốn chinh phục để thành công. Dạ. Nhưng mà suy nghĩ điểm xấu nhất nó là như thế nào, đúng không? Dạ. Tốt, không sao cả đó, không phải điểm xấu đâu con. Rồi thôi bây giờ bên đây mình nói đi. Mình nói về mình chút xíu đi con. À, dạ, ưu điểm con nghĩ là con dễ gần với lại rất đúng giờ, rất nguyên tắc à. Với rất biết suy nghĩ cho người khác. Khuyết điểm con là hay quên. Với lại con bị cảm xúc nó chi phối nhiều á, là thiên về tình cảm nhiều hơn. Cho nên nhiều việc con không có xử lý theo lý trí được. À, con xử lý bằng cảm tính. Dạ. Chứ còn không xử lý bằng lý trí hả? Vâng. Con có sợ yêu xa không? Dạ không, con không sợ yêu xa. Con nghĩ là ít gặp nhau thì khi mà mình gặp nhau cái cảm xúc nó nhiều hơn. Với lại mình trân trọng cái giây phút đó nhiều hơn. Tùng, đó giờ có mấy mối tình rồi? Từ đó giờ con có một mối tình từ thời học sinh. Tuổi thơ con thì nói chung nó cũng xảy ra một sự cố là rất là buồn. Mẹ con với ba con thì kết thúc nhau sớm. Rồi con với cũng cùng mẹ cùng để làm để nuôi em, rồi con cũng lo đi học. Mà khi trong quá trình đi học thì có bạn đó là trong gia đình bạn có điều kiện ấy. Mà con đi học hồi đó nhà cũng nghèo lắm. Áo trắng con mặc mà nó cũ đi, cả đồ của con mặc là người khác cho, chứ con đâu có được có tiền mà mua áo để mặc đâu. Đồ con là cậu con cho con mặc lại. Cái khi đi học cái bạn gái thấy con, hồi đó con không có cảm giác là học là gì đâu. Lúc đó con cảm giác như là mình đi học cũng như nó buồn. Cái hai nơi gia đình nó nghèo nữa, đi học người ta hay nói nhà không có ba thì gia đình nghèo rồi người ta chăm chọc mình. Đó, cho nên cái bạn gái ngồi cùng con, bạn động viên con nhiều lắm. Bạn động viên con học kêu rồi. Dù thế nào bạn phải học đi. Bạn phải vượt lên. Đừng vì vậy mà mình người nảy sinh tình yêu với bạn đó. Là tự nhiên em con thương thầm bạn ấy. Từ đó lớp 6 đến lớp 9 luôn. Nói chung là con cũng thăng trầm, hỉ nộ ái ố cũng trải qua nhiều rồi. Cũng là một người đàn ông bản lĩnh vượt qua những khó khăn rồi ha. Con có trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ con chỉ có một mối tình đơn phương năm 26 tuổi thôi. Tới giờ này bạn có biết là con đơn phương bạn chưa? Con có cái là con thích ai là như cả thế giới đều biết nha. Nhưng mà bạn không có tiếp nhận cái tình cảm của con? À, tại vì cái bạn đó là có bạn gái rồi. Ồ, vậy hai đứa con giống nhau quá. Thì bây giờ con mong muốn là cái người bạn của con sẽ như thế nào, người yêu của con? À, dạ cái anh đó trưởng thành, tính ấm áp một chút xíu, biết quan tâm với người khác.
Trưởng thành là có rồi đó nha. Ấm áp thì chưa biết chút xíu, con rờ có ấm không? Có luôn đó nha. Quan tâm là có luôn, bởi vì nhà bốn em gái có đi học vừa làm để phụ gia đình đó. Phụ mẹ từ lúc nhỏ nuôi em gái mà. Chào con. Chào cô. Rồi còn ngoại hình thì sao? Chỉ cần cao hơn con chút xíu được rồi. Con cao nhiêu? Cao 1m55 thôi. 1m55 hả? Chứ con cao nhiêu? Chỉ con cao 1m69. Em 1m69 lận gần 1m7 đó con à, yên tâm hả? Được. Con có thích đàn ông để tóc như thế nào không? Dạ gọn gàng là được rồi. Tóc gọn ha? Dạ. Này quá gọn rồi. Tóc trắng ngay trán không? Tóc giống tóc chú Quyền Linh đó con. Ra đây, đi ra đây nè. Tóc này giống tóc tôi. Chờ chú. Chào con. Con có thích cái tóc mà mái chấn thích vậy không? Thích tóc chú không? Hôm qua là chú lấy cái rổ á, con chú úp lên. Tóc anh đây cũng ngang vậy đó. Điều nó không bằng chú thôi. Thích người đàn ông như thế nào? Sáu múi hay là ốm yếu hay là mập mạp hay là sao đó? Nhau có một chút thư sinh xíu. Dạ. Tôi được ước thấy thôi. Được rồi, được rồi. Con muốn có một mẫu hình trong mơ thế nào? Con thích một người bạn gái có tính gọi là biết chia sẻ, đối nhân xử thế trong lời ăn tiếng nói trong gia đình. Cái thứ ba đó là da trắng. Trắng. Cái cuối cùng đó là đừng ích kỷ. Có thích gái đẹp không? Dạ. Đẹp hay dễ thương? Con nghĩ là dễ thương sẽ thương nhiều hơn. Đẹp. Thích dễ thương đúng không? Dễ thương được, cái nào cũng tốt hết chứ. Đẹp khác dễ thương nha ông nội. Đẹp. Ông nói tôi đi, tôi đẹp hay dễ thương? Cả hai. Con đi với ai? Dạ con đi với đồng nghiệp con. Đồng nghiệp với con. Chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Qua cái cách nói chuyện của bạn nam này á, thì con thấy bạn là một người rất là thật thà. Ngại một cái là hai bạn bây giờ cái khoảng cách địa lý hơi xa. Và trong khi đó công việc của bạn Trang á, thì đa phần là làm việc ở công ty. Cái thời gian mà dành cho bản thân cũng không có được nhiều lắm. Vì vậy cho nên là bạn có thể nói về khoảng cách địa lý thì hai bạn có thể là dành có thời gian nào đó trong tháng một vài ngày để hâm nóng lại hoặc là để làm nóng cái tình cảm của mình lên. Rồi cảm ơn nhà gái. Còn con, con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với mẹ con. Chào anh Quyền Linh và cô Hồng Vân. Tôi ở nhà cũng coi miếng rồi cũng khuyên nó nhiều lắm. Cũng muốn về đăng ký rồi đi tìm mà giờ nói thì nó ngặn ngào khó nói. Sao vậy? Sao nghe? Có gì thì cứ hai con tìm hiểu mới thấy được. Thế hả? Thấy chú Quyền Linh với cô Hồng Vân mà làm mai cho con được rồi. Má cũng mừng. Rồi. Nói một vài câu với con dâu tương lai đi, cảm nhận cháu thế nào? Má thấy con cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn. Má có khuyên lời nào với con trai của mình không? Dạ, mơ khuyên là con trai cố gắng chinh phục bạn này đúng không? Dạ. Trời ơi, đâu phải đơn giản đâu. 14 đứa con gái, một người con trai, giờ 4 đứa đi lấy chồng hết rồi. Còn đứa con trai trụ cột đi lấy vợ má hạnh phúc chứ. Đúng không cô hả? Còn thằng con trai thôi, có dồn hết cho nó chai trượt. Thôi mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Chào anh. Rồi đứng lên tặng hoa đi. Chết đứng nữa rồi, Tùng nó chết đứng luôn rồi. Chung mà anh đến từ Đắk Nông xuống đây thì anh không có gì hết á. Chỉ có bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn. Em có một món quà này, trong đó là do tự em làm á. Và em cũng nghĩ là nó hợp với anh. Anh có muốn mở ra xem chứ không? Mở đi, mở đi Tùng. Anh mở đi. Trên đây là những con hạt em gấp á. Và có con là sẽ có chữ, còn có con là không có chữ. Anh muốn bóc thử một con thử. Anh thì anh thích màu hồng. Em sẽ lấy. Rồi anh mở ra. Lúc nãy em có nghe anh chia sẻ là anh là người lo xa đúng không ạ? Đúng rồi. Khi mà anh bóc trúng con hạt này nè, anh chắc chắn không biết gấp nó đâu ha. Và khi mà anh mở ra, nếu mà nó không có gì á, trong tờ giấy này là không có chữ ha, là nó giống như là cuộc sống vậy đó, là có những điều là mình có rất nhiều điều là mình muốn nhưng mà nỗ lực hết sức cũng chưa chắc là có được. Bút thêm một con nào có chữ nó đi Tùng, thử xem như thế nào. Biết con này có chữ.
Khi nào tôi nói đi em sẽ về Bình Phước với anh không? Thì rất nóng không nha. Không có đâu ạ. Đó, cái đó nhiều chữ á, cô liếc sơ sơ. Anh đọc. Chúc anh bình bình an an, vui vẻ, vui vui vẻ vẻ. Chữ anh xấu lắm hả? Quãng đường phía trước. Đúng. Chúc anh bình bình an an, vui vui vẻ vẻ. Quãng đường quãng phía trước. Đường phía trước. Ok. Con cũng có một ước mơ con đang. Con nói luôn đi con. Thay vì con viết giờ con nói luôn đi con ước cái gì? Ước mơ của con là muốn trở thành mở một quán cà phê cho riêng mình. Đó là những cái cà phê con làm ra. Vậy là quá tốt rồi, con cứ viết lên ước mơ của mình. À, để anh nói trước. Anh nói thiệt là anh là người nông dân thật, chất phác lắm. Nhưng mà không biết là trong tương lai anh và em có thể viết lên được câu chuyện ước mơ của anh hay không. Nhưng mà anh mong hiện tại chúng ta cứ cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau. Anh cũng có ưu điểm gì đó để cùng viết lên ước mơ của em. Và ước mơ của em là gì? Con run hả con? Đời ai phải có ước mơ nha con. Em là cũng muốn là mở một cái giống như cái gì đó của riêng mình, giả sử như một cái tiệm may hay là một cái công việc gì đó mà nó cụ thể để có thời gian chăm sóc cho bản thân mình và cũng như dành thời gian cho gia đình thôi. Mà hiện tại thì em chưa hoạch định. Chưa nghĩ ra một cái nghề gì để làm cho quán cà phê đó là tốt. Đúng rồi, mở quán cà phê, quản lý quán cà phê đồ ha. Trao nhau cảm nhận thế nào đi, lần đầu tiên gặp nhau đó. Em thấy anh thế nào? Em thì thấy anh hiền, coi cách nói chuyện anh thì em thấy anh thật thà. Và theo như em nghe được cái chia sẻ của anh thì anh là một người trưởng thành. Cô gái nào đó mà lựa chọn anh thì về tương lai thì rất là giống như có một chỗ nương tựa rất chi là vững chắc. Thì em nghĩ vậy. Anh cảm ơn. Anh tính nói em nói có thể chia sẻ thêm nữa không? Tại vì em hay quên, chứ là em nhớ tới đâu em sẽ hỏi anh, chứ xíu là em sẽ quên mất luôn. Anh cảm nhận em, em có phần sống gọi là nội tâm rất nhiều. Em là người thích được người ta bảo vệ, được tạo cho em có cảm giác được một mái ấm gia đình là ấm áp. Mà em cần một người đàn ông đủ trưởng thành để bảo vệ em, lo lắng cho em, chăm sóc cho em. Nói xa hơn nữa là cũng như làm gương cho em cũng như con của em. Vậy con thấy con đủ bao nhiêu phần trăm cho cái ước mơ đó? Theo con thì khả năng của con làm thì con sẽ cố gắng làm. Bao nhiêu phần trăm? Theo bản thân con nghĩ thì không ai trọn vẹn gọi là 100% hết. Nhưng mà con sẽ cố gắng làm hết 100% năng lực của con, những gì con đang có. Bạn trai bước tới nắm tay bạn gái đi, nói bằng cả trái tim của mình nha, nhìn thẳng vào nhau, chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Anh hy vọng rằng hôm nay khoảnh khắc này hãy cho nhau một cơ hội. Nếu mà chúng ta cùng nhịp tim cùng đập thì chúng ta cùng đi xây dựng ước mơ của hai đứa. Rồi. Em có suy nghĩ gì không? Em có một cái đó là trong tình cảm á, là nếu một khi em có cảm xúc với đối phương thì phải như bằng mọi cách em sẽ cố gắng nắm bắt. Còn nếu như không có cảm xúc thì em sẽ không miễn cưỡng. Hết thời gian. Nếu đúng chúng ta có cảm xúc thì đừng ngại ngùng, bằng mọi giá bấm ngay cái nút đó. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Như vậy là cô gái không bấm nút. Cho con chia sẻ một chút xíu đó. Rồi. Là em đúng như anh nhận xét đó, là em muốn có một người yêu thương, quan tâm em, bảo vệ em. Nhưng mà em muốn, tại vì em chưa từng yêu, chỉ là em muốn mình có được trải nghiệm những cảm xúc yêu đương như bao nhiêu người khác thôi. Chỉ là em không thể vội vàng đồng hành với anh được. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Bây giờ thôi cái điểm mà ra với không gọn gàng
ở dơ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa. Nóng tính ở dơ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta. Mời nhà trai. Rồi mời em trai. Chào anh. Xin mời nhà gái. Mời đi cưng. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ, em xin chào khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Hường Linh và chào bạn đồng hành. Em tên là Ngô Đình Đào. Em năm nay 42 tuổi, làm nghề rửa xe. Dạ. Mình rửa xe là rửa xe máy, sửa rửa xe ô tô. Dạ, tất cả xe ô tô, xe máy. Ồ hay, dạ, ngày làm... nay hot lắm á. Rửa xe giờ 80, trăm mấy không á. Dạ. Rửa ở đâu vậy Đào? Dạ, ở đường Đồng Đen, Bầu Cát, Tân Bình. Con xin chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh. Và em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Ngọc Bích. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh hai tiệm áo cưới ở Thủ Dầu Một, Bình Dương ạ. Một mình em mà có hai tiệm kinh doanh là của một mình em hết đó. Em gầy lên, em quản lý hết luôn. Dạ đúng rồi ạ. Trời, rất là giỏi nha em. Còn bên nam là tiệm rửa xe, cũng là dịch vụ phục vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng luôn á. Anh nghĩ rằng hai em á là có một cách giao tiếp với khách hàng rất là tốt mới làm được điều đó. Nhà trai giới thiệu một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Cái khả năng giao tiếp thì em cũng có chút, nhưng mà không biết đó là ưu hay là khuyết, tại vì cũng nhiều bạn gái cũng không thích em. Sợ lỡ trong khuyết điểm của em thì nhiều lắm kể không hết. Thí dụ vài cái khuyết điểm đi. Ở giờ rồi khuyết điểm mà là với không gọn gàng ở dơ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa. Nóng tính ở dơ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta. Ủa nhưng mà ở dơ ngày anh tắm mấy lần? Dạ không, cơ thể thì không có nổi dơ, nhưng mà cái phòng ngủ có thể nó không ngủ dơ đúng không? Phòng ngủ bừa bộn đúng không? Thậm chí cái chỗ rửa xe nó sạch hơn cái phòng ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, tại cái đó là nơi khách nó tới rồi mình phải chăm chút cái đó. Còn cái phòng ngủ mình đâu có ai vô đúng không? Dạ. Nửa vợ vô, vợ lo cái phòng ngủ được. Thôi để hỏi bên đây coi tính tình ta có gọn gàng không nè. Dạ gọn gàng. Gọn gàng có sạch sẽ không? Dạ có, tại vì em làm bên ngành cưới á. Ừ, thì đó thì để hỏi vậy để mai mốt bù lợi cho anh kia. Điểm mạnh của em đó là em sống tự lập. Em giỏi giờ về giao tiếp. Em rất là đam mê kinh doanh. Em máu kinh doanh dữ lắm. Và em rất là biết cách lấy lòng người lớn. Cắp vô một cặp là coi như lấy hết tiền của thiên hạ. Đúng luôn á. Ghê thiệt chứ. Không chừa phần ai. Chào chị. Chị ở bên đây chị ấn tượng với cái giọng nói của em ghê luôn. Cái voice của em rất là chắc. Cảm ơn chị. Mà nó vang á. Những người đàn ông vậy thường hay thành đạt á. Em thấy anh Quyền Linh không? Giọng anh thấy ghê không? Bởi vì MC quốc dân là vậy đó. Vậy là Đào có mấy mối tình rồi? Em có gia đình và em ly hôn khoảng 7 năm nay rồi. Có con chưa? Em có con? Dạ có rồi, một bé gái 13 tuổi. Dạ. Ở với mẹ? Dạ. Ta hay nói là con chim mà nó bị thương rồi đó thì nó ngại đậu lên những cành cong, nhưng mà anh chưa kiếm được cái cành nào thẳng, nó chắc là không có dám đậu. Vậy thì nói ra nó hơi yếu xíu, nhưng mà thực tế là như vậy. Chia tay đó là ai chủ động trước? Cả hai cùng chủ động chị. 7 năm qua thì có gặp lại nhiều không vậy em? Vậy tụi em vẫn giữ liên lạc ở góc độ bạn bè để tạo điều kiện chăm sóc con. Chăm sóc cho con. Dạ. Có khi nào mà ta nghĩ người ta nói tình cũ rượu cũng tới không? Dạ cũng có một chút giai đoạn, nhưng mà nó cũng lâu rồi, nhưng mà cả hai cũng nhìn nhận là không được thì không thể được. Dạ không thể được nữa, giống như cái đinh nó đóng vào cái miếng dán là rút ra nó vẫn còn cái lỗ. Người đàn ông thế rồi. Để đàn gái hiểu đúng rồi. Rõ hơn về đàn trai. Nhưng mà con gái em nó có đồng ý cái chuyện là nếu mà em có người mới không? Dạ có, cách đây hai bữa em có nói, bé vẫn nói là ba lên đó thì ba cũng nói là ba có một người con là con nha. Thấy thương á, đã bằng tuổi Bí Ngô với lại Lê Mạc Dẻ đó. Thành ra là cái tuổi đó là tuổi nhạy cảm lắm á. Mà em vui, em đồng ý cho ba em thì mọi chuyện là suôn sẻ hết, không có vấn đề gì. Không có, nó nhằn cũng mệt lắm. Đó không, em không chịu là cũng mệt lắm á. Ok, rồi bây giờ hỏi tới nhà gái nè. Em có ngại về cái vấn đề anh nó một lần gãy đổ không? Dạ không sao ạ, tại vì thật sự thì em cũng đã từng ly hôn rồi ạ. Tức là ly hôn bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi ạ.
được 2 năm. Lý do? Chung là cũng do hai đứa em thôi ạ, chứ không phải riêng vì một mình ai hết. Rồi em có con chưa? Dạ có, em có một bé gái 2 tuổi. Ở với bà ngoại. Ở với bà ngoại, nói chung là ở bên mẹ đúng không? Dạ, đúng bà ngoại canh giùm, chăm sóc giùm. Vậy tổng cộng nhà có 2 gái đó. Bé 2 tuổi nữa đó. Rồi đến qua coi nhà gái sao nha. Đào 42 tuổi, cũng đâu có lớn tuổi gì lắm đâu. Nhìn trẻ lắm nghe, 42. Con chào chú Nguyễn Linh. Trời ơi, em gái xinh đẹp. Chào anh thôi, để anh, để chú bị tổn thương. Chú đó. Cũng được, chú bác thì cũng được. Chào chú là anh bị tổn thương đó cưng. Không sao đâu, chú bác thì cũng được hết. Chú là idol của con á. Chú là idol của con á. Cảm ơn con nha. Rồi, bà nhà gái mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, thì con cũng đã từng đổ vỡ rồi. Thì cái vấn lý do mà quan trọng nhất đó là con bị thiếu thốn về tình cảm á. Cho nên là con muốn mẫu người sau này của con á là giàu tình cảm, không có sống vô tâm. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Cao 1m7 trở lên. 7 trở lên. Tại vì con cũng lùn quá. Cho nên là con muốn bạn trai của con cũng cao cao chút xíu. Bạn trai của con là không hút thuốc, không vũ phu nha. Và phải đam mê kinh doanh giống như con cũng thích kinh doanh vậy lắm. Con thích bạn trai con là đam mê kinh doanh để có thể dạy cho con nhiều bài học hay về kinh doanh này nọ. Đây đam mê kinh doanh có rồi đó. Dạ. Nhưng mà còn cái hút thuốc, nhậu nhẹt, vũ phu gì đó. Sự là cũng không thích người đàn ông vũ phu và chắc chắn là em không có tính đó. Nhưng mà hút thuốc thì em có, với lại 1m7 thì em không tới. Tại vì em có 1m65 mà. Thường mà em làm mặt ngầu lắm, mặt lạnh lắm. Nên hay là gọi em là Đào lạnh lùng là vậy. Vừa lùng mà mặt lạnh nữa, nên là lạnh lùng. Ở bên đây thì thấy rằng là bạn gái đang muốn 1m7 thì anh nghĩ rằng đây 1m65 mang dài lên cũng không sao. Mang dài 7 phân lên, từ giờ ta mang cả tất không à. Thành à. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với em gái của em chơi thân ạ. Chào em gái. Rồi. Dạ. Dạ, con chào chú rồi, Quỳnh Linh con. Và cô Hồng Vân ạ. Dạ, con là em của chị Bích ạ. Thì em thấy anh này cũng rất là dễ thương. Với chị của em rất là giỏi về kinh doanh. Dạ, nói chung chị em rất là mạnh mẽ luôn. Nếu mà được thì em mong hai người lại thành một cặp ạ. Rồi. Anh cảm ơn em. Nói rất là xúc tích luôn á. Trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với một người anh họ của em là anh Minh, với lại một số anh em đồng nghiệp. Thì anh rất là trẻ nhưng tại nể râu nhìn hơi già. Xin chào chương trình, chào MC Hùng Vân. Dạ anh chào. Chào MC Quyền Linh. Tôi là anh của Ngô Đình Đào. Anh em là anh em họ mà chơi với nhau cũng như là anh em ruột thân lắm. Cho nên là mình biết tính em mình, nói chung là nó rất đam mê mà nó là chân thật, là chịu khó nữa. Bây giờ tôi nhận xét về cô là Bích đây. Mà tôi thấy là cô này dễ thương à. Ngon à. Ngon à, trắng coi như bông bưởi à, chứ không có giỡn à. Xinh đẹp á. Cái nước này nước D à, chứ không phải nước. Hết, chính xác, chính xác. Cho nên là anh thấy cái này Đào. Dạ. Hai người thấy thì nói chung là một người thì đã từng gãy gánh, một người thì cũng lỡ chứng đò. Anh thấy là nó hợp. Thì em và Quýt thì mình cho nhau một cơ hội ha. Cũng mong cho cặp đôi này là thành vợ thành chồng. Để anh đi đám cưới, đi mô tô rồi mình làm rước dâu đồ với ồn ào đồ đúng không? Rồi, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Anh chào em. Anh chào em. Quá trời trời đó. Tôi phải lên tôi cầm phụ anh rồi đó. Anh có bó hoa tự làm, nó không được đẹp nhưng mà đây là cái tấm lòng của anh. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cái này là đẹp lắm rồi á. Cái này chay nước hoa. Em cần xịt không anh? Đúng rồi đó, xịt cái mùi nó đúng cái mùi của mình hay không? Cái gu mình không đúng không? Tôi lâm cho nó thơm coi. Anh xịt cho em nha. Đó, cưng ghê không? Đúng mùi mình thích không nè? Dạ mùi thơm lắm chị, dễ thiệt dễ chịu lắm. Không nhận thơm, y dầu thơm luôn. Thơm thiệt. Dạ anh ơi, em cũng không biết tặng anh cái gì á. Em là bên ngành cưới á. Cho nên là em sẽ tặng anh bộ đồ vest ha. Trời ơi, mở ra luôn. Dạ, anh cứ muốn mà thử đi coi nó có vừa không. Đào mở ra luôn Đào, thử luôn Đào. Dạ, em thử luôn nha chị ha. Thử cái áo khác luôn coi. Ngại quá. Thay kia luôn, thay kia. Trời ơi. Wow, mặc luôn. Mặc luôn Đào, mặc luôn đi chị. Ấy cái cổ anh ra cưng.
ấy ấy cái cổ cho anh cho nó chỉnh chu xong rồi mặc luôn đi cưng. Vừa luôn vừa luôn. Có điềm rồi nghe, có điềm rồi đó. Dạ được anh. Trời ơi. Hai đứa chụp tấm hình luôn đi. Giống như quá trời. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Vừa in luôn á, ghê thiệt chứ. Chúc mừng. Rồi hai đứa nói chuyện đi. Dạ hồi nãy em có nghe anh nói đó, là anh nóng tính á. Dạ không biết là anh nóng tính như thế nào vậy anh? Anh chơi mô tô. Anh nóng tính là anh lấy xe, anh chẳng hạn anh chạy ra Phan Thiết rồi anh chạy về. Vậy đó, nếu ở nhà có đồ gì để rẻ thì đập một hai cái. Chứ, vậy thôi chứ không có cái chuyện vũ phu. Lúc nóng lên sao biết được cái nào rẻ, dạ, cái nào mắc. Cái kia lựa chứ. Có một sự tính toán nhẹ hả? Anh nóng là anh đừng đập em là được. Ê, chắc đập đồ nhựa không, dạ, quá ha. Ừ. À, thí dụ hẹn hò nhau em ở Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Bình Dương. Hồ Chí Minh, để xem thế nào. Vậy anh cảm thấy đó, khoảng cách nó xa quá không? Anh trời có... ơi, cái mô tô người ta phóng một cái dèo, dẫn người ta đi đi Phan Thiết rồi sáng đêm người ta về người. Bình Dương là cái gì đúng không em? Dạ. Ừ. Chạy từng tiếng là tới với em à. Dạ. Làm gì tới? Cái khoảng cách địa lý thì theo anh nghĩ thì nó cũng không có gì là cản trở. Em hỏi thử đi, nếu anh Đào anh nhìn em có anh thấy nhắm cái cành cây này nó có thẳng không hay là nó cong? Cơ bản là nó cứng. Cứng để đậu được đúng không? Cứng đưa, cứng để đậu được rồi đúng, dạ, không? Thì cảm giác này thôi thì cái gì cũng phải có thời gian thì em nghĩ vậy. Dạ thì thật sự thì khi mà em đã trải qua một lần rồi, em niềm tin về hôn nhân em nó bớt đi nhiều rồi á. Em sợ cái cảm giác đó một lần nữa cho nên là em phải làm cái người nào đó làm cho em thật là sự tin tưởng chắc chắn là sẽ mang tới hạnh phúc cho em á, thì em mới dám thêm một lần nữa chứ em cũng sợ. Đúng đó, dạ, anh thấy thế này nè. Đúng rồi. Giữa hai em á đều chững chạc hết rồi. Dạ. Có thể quyết định rất là sớm nhưng có thể không quyết định gì cả. Dạ. Nếu như chính xác chúng ta biết đây là một nửa yêu thương của mình, quyết định luôn. Dạ. Anh nghĩ rằng là em nên đến bên bạn gái, nắm tay bạn gái để chúng ta có thể trao nhau cảm xúc đầu tiên. Anh sẽ phải đi. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng, nắm hai tay luôn, nhìn thẳng mắt cô gái. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, tôi tưởng tất nhung nhớ hả? Đông đầy trong lòng mặt. Trời ơi hát. Buổi chiều con gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Hay quá em ơi. Trời ơi. Bích hát đi, nhìn tặng hát Đào một bài đi. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Đời này ta chỉ mong, ta chỉ mong bên dòng sông ngoài có nhớ có thương. Ý, được đấy. Đấy. Một chút hẹn thùng như thế, đó là một trong những điều rất là ấn tượng. Ngày hôm nay anh nghĩ rằng là các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ, đủ để chúng ta có thể quyết định một điều lớn lao trong cuộc đời của mình rồi. Và tiến hành bấm nút thôi. Nếu các bạn cảm giác đây một nửa bạn gái của mình, bấm ngay, đừng chờ đợi gì cả. Đúng rồi, không cần tôi đếm. Nếu luôn, nếu thích chúng ta bấm luôn. Một. Nếu đúng bấm, không đúng chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Hai đó, người ta bấm mất rồi. Hai ba rồi, xong hết thời gian. Đào rất là nhanh nhạy nha, một cái phật là bấm liền thôi, không cần suy nghĩ. Bấm tay nào. Nói chứ các bạn thật sự là đủ lớn để quyết định những điều lớn nhất trong cuộc đời của mình rồi. Rồi Đào ơi, yeah, đặt một nụ hôn đầu tiên đi. Hồi nãy thấy mấy ông anh suối quá suối kìa. Hôn đi đó. Bây giờ đến cơ hội của em rồi đó. Yeah. Anh khoái nhất cái đoạn đó thôi.